Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điều chỉnh lượng cà phê của một con máy pha hai vòi. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cà phê ở độ mịn là pha máy, sau đó là nén cà phê và lắp cần cà phê vào máy. Khi nén, chúng ta không nên nén quá chặt và làm cho bề mặt cà phê bị lệch. Để cài đặt lượng nước tự động cho máy pha thì chúng ta cần nhấn giữ nút stop trong vòng 10 giây. Khi máy đã vào chế độ cài đặt thì chúng ta muốn cài đặt cho nút nào thì chúng ta hãy nhấn một lần vào nút đó. Đợi đến khi lượng cà phê ra theo như mong muốn, sau đó chúng ta nhấn lại nút stop 2 lần. Khi lượng cà phê được chiết xuất ra thì chúng ta nên trừ hao phần rima hay là còn gọi là lớp bọt của cà phê. Để lớp rima tan hết thì chúng ta sẽ được lượng cà phê chính xác. Ở đây mình đang cài đặt tự động là 60 ml cà phê cho mỗi lần pha và mình có thể áp dụng tương tự cho các nút khác. Cuối cùng thì chúng ta sẽ pha thử một vài ly để kiểm tra độ chính xác. Có gì thắc mắc cứ comment cho mình biết.